Hello em, hôm nay thầy sẽ sửa câu 42 trong quyển 2 bài hình nó. Câu này cho hình chữ nhật ABCD có AB bằng 2 rồi cái kia là bằng 2 căn 3 mà quay xung quanh BD nên thầy dựng BD dựng đứng lên. Cạnh AD là 2 căn 3. Đó, số nào điền vô được thì điền thôi. Vậy bây giờ thầy sẽ quay. Vậy bây giờ mình sẽ thấy là ABD và BCD nó bằng nhau. Vậy thì ở đây thầy quay cái thằng này thôi để mình nhìn coi. A thì mình sẽ quay một vòng tròn qua, nó sẽ tạo thành ở đây coi như là A phẩy đi. Đó, cái vòng tròn này. Thì cái này nó cũng sẽ tạo thành cái khối. Vậy rõ ràng khi mình quay cái này nó sẽ tạo thành hai khối nón. Thì đặt ở đây là chữ Y. Đó. Vậy nó có hai khối nón là gì? Khối nón là B và cái vòng tròn là A phẩy, còn khối nón kia là D và vòng tròn là A phẩy luôn. Vậy thì cái hình này thì mình quay qua bên đây. Đó. Thì nó tạo bên đây là A phẩy nằm đây. Thì tương tự C nó quay bên đây thì nó tạo thành là C phẩy nằm ở đây. Rồi vậy thì bây giờ mình nói hai khối này lại. À vậy tức là nó sẽ bị cắt nhau bởi cái chỗ ngay đây nè. Đó. Ngay đây. Vậy thì khi mình cắt cái này ra thì tưởng tượng là cái khối này nè, để cắt cái chỗ này ra. Để đặt đây là E, F, Y, Z. Vậy chỗ này là Y, chỗ này là Z, chỗ này là E, chỗ này là F. Vậy thì cái phần này là phần bỏ. Vậy thì có phải cái phần dưới đây thì bỏ. Vậy tóm lại cái phần gì cái khối này tạo thành á, thì bỏ cái khối gì, để đặt cái này là V1 là khối nón ở trên, để đặt V2 là cái này được gọi là nón cục, bị mất thì khối này gọi là nón cục. Vậy thì có phải cái V cần tìm của mình là bằng 2 lần cái V1 cộng V2 là sao? Thì bằng cái khối V1, V2 thì ở dưới đây cũng giống vậy thôi, thì nó tách ra thành chỗ này. Đó. Mà cái V1 thì khối nón bình thường dễ rồi. Còn cái V2 á, đây là cái khối nón cục. Khối nón cục thì công thức của mình như sau. Ở đây thì sẽ bằng là R1, ở trên là bán kính là R1, ở dưới là R2, hai cái mặt này song song và cái khoảng này là H. Thì công thức của mình bằng 1/3 pi nhân h nhân R1 bình, R2 bình cộng R1 R2. Công thức này này học kỳ 2 mình mới học lần. Nhưng có một số bài nâng cao mình phải học công thức này. Hoặc bây giờ mấy đứa tính cái gì? Tính cái thể tích khối nón là D A A phẩy bự trừ cho cái nón nhỏ này thì vẫn ra thôi, thì cũng chính là nó thôi, nhưng thuộc công thức này sẽ nhanh hơn. Ở đây thì công thức lớp 9 á, mình học có công thức này nha, lớp 9 là công thức nón cục đó. Hoặc không á, thì mốt mình lật qua cái biểu một trang là 119. Ví dụ 3 thì có công thức rồi, ta có chứng minh trong đây rồi, nhưng ít nhất học tới học qua học kỳ 2 mới học được cái này. Mà đang học online thì cố gắng là trong vòng tháng 9 là mình đã tới cái này rồi và xong chương trình luôn rồi. Hy vọng như thế. Rồi, vậy bây giờ nhớ, vậy bây giờ thì cần tính các R1, R2 và khoảng cách này. Bây giờ muốn tính được cái này thì ta dùng tỷ số và tỷ lệ thôi. Cạnh này là 2, chỗ này dựng ở đây là nó vuông. Vậy chỗ này nó vuông, chỗ này nó vuông nữa thì nghịch đảo bình phương thôi. Chỗ này là 2, còn cái này là 2 căn 3, dùng nghịch đảo bình phương tính được AI. Rồi bấm máy tính ra. Bấm máy tính ra là AI thì sẽ bằng là 1 chia cho căn 1 chia x bình cộng 1 chia y bình. Bấm CLC thế vô 2 và 2 căn 3, rồi thì bấm riêng ở ngoài luôn. Thế lần lượt là 2 và 2 căn 3 ra là căn 3. Ok. Chỗ này là căn 3. Ở đây là căn 3. Căn 3 là AI thì bây giờ cần tính cạnh này. Mình có căn 3 rồi, vậy bây giờ thầy phải tính cái cạnh nhỏ này là nhiêu. Thầy có này 2 này căn 3, vậy cái này là 1 Pitago đây. Thằng này là 1. Vậy chiều dài BD là mấy đây? Thằng này 2, thằng này 2 căn 3 thì bấm là x bình cộng y bình lấy 2 và 2 căn 3 và lấy căn nó sẽ là bằng là 4. Độ dài cái đoạn này là 4. Mà cái này là bằng 1 rồi. Vậy khúc này là bằng 3. Khúc này bằng 3, vậy bây giờ thầy có cái tam giác này. Cái này là 3. Rồi. Cắt cái khúc này. Vậy bây giờ suy nghĩ coi làm sao mình tính được cái tỷ số độ dài của tụi nó.
để làm sao mình biết được cái khúc này bằng máy. Rồi cái khúc này á, thì mình thấy là khúc EB thì sẽ bằng là ED, tại vì mình vẽ cái hình này có tính đối xứng. Vậy thì chữ chữ khi mình cắt này ra tam giác EB, D là tam giác cân, mà khi mình chiếu đây nó vuông góc rồi. Vậy rõ ràng là Z là trung điểm ở đây. Vậy đây là B, ở đây là D, và trung điểm nằm đây. Vậy cái khúc này là đoạn này là 4, vậy khúc này là 2, khúc này là 2, vậy này là 1, phần này là 2. Rồi, vậy khi mình vẽ hình đúng vậy xích này xuống xíu. Cái này là 1 nè, 1 nè, này là 2 nè. Rồi, vậy thì bây giờ cái cạnh này mình đã tính được rồi. Vậy thì giờ xong rồi. Vậy thì bây giờ cái cạnh này là nhiêu đây, căn 3. Vậy thì cái khúc này nè, cái tam giác này là tam giác này tỷ lệ nhiêu, cái này là 2/3. Vậy thì ở đây AI thì sẽ bằng là AI là bằng 3. Ơi bằng căn 3, này nãy là căn 3. Vậy thì ở đây EZ thì sẽ bằng là 2/3 căn 3. Rồi, vậy bây giờ thầy cần tính là V1. V1 thì bằng 1/3 pi R, R của mình là căn 3 bình. Căn 3 bình nhân đường cao là 1 thì bình bình biến thành là pi. Tiếp theo R2, V2 chứ, bằng 1/3 pi H, H ở đây là 1 luôn. R này ở đây là 2. Rồi bấm đi, x R1 bình cộng R2 bình cộng R1 R2 với R1 là bằng 2/3/3 hoặc là 2/3 đi. Và R2 là bằng căn 3. Đó thì thế vô đây là bằng 1/3 pi nhân cho R1 bình là 4/3 cộng cho 3 cộng cho hai cái này nhân vô là 2/3 nhân căn 3 bằng 1/3 pi. Cái này này mất, căn 3 ta mất, này cộng là 5. 5 cộng 4/3 là bằng 19/3. Vậy là bằng 19 pi chia 9. Vậy bây giờ thầy lấy cái V thì bằng 2 lần pi cộng cho 19 pi trên 9. Rồi thì bấm ra là 2 cộng cho 1, 1 cộng 19/9 là bằng 28/9. Vậy là 2 pi 28/9 là bằng 56/9 pi. Để chọn câu C. Rồi cái hình nó có thể đẹp nên mấy đứa vẽ theo kiểu này. Đây hình này. Đó, chuẩn thì nhìn vô rõ ràng thấy nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ vẽ lại là tam giác ABCD thì quay đó. Mà không thì mình vẽ mình phát thảo giống vậy là được rồi. Rồi nhớ thầy học thuộc cái hình nón cục nha. Tiếp câu 52. Ủa câu 45 chứ lộn. Lát mới qua câu 54. Câu 45 câu này thì nó hình nó thì cũng nói chung cũng khó tương tự câu trên thôi. Đầu tiên cho cái hình rồi xong ABCD là vuông tại B. Vuông tại B. Rồi sao mà có chữ D nằm ở đây nữa. Rồi giả sử cái này là bằng 2, để cho cái này bằng 2. Đó. Hình này. Cái này bằng 2, cái này bằng 6. Thì bây giờ người ta kêu nè. Hình này tại sao ta vẽ không giống thường, thường vẽ hình dày đúng không? Đó, thường thường vẽ hình dày thôi đúng không? Nhưng cái bài này là cái hình này nó khác, là nó bắt nó quay xung quanh là cạnh AB, thì mới dựng đứng AB để cái đó. Vậy bây giờ thầy sẽ quay, quay cái thằng này biến thành C nằm bên đây. Đó. Vậy đó, nó sẽ nằm trên cái đường tròn này. Rồi, một cái. Còn cái D nằm ở đây. Vậy thì ở đây á, nó sẽ quay là ABD, nó sẽ quay xung quanh, nó tạo thành một cái hình tròn này. Đó, tưởng mình hình bự vậy. Vậy cái hình này á, thì bây giờ á,
thì xóa đi cạnh này, nhìn cạnh này ghê quá đó, thì không cần đó, thì nhìn đơn giản vậy thôi. Vậy thì bây giờ nó quay xung quanh vậy thì tưởng tượng chữ D nó sẽ quay tới đây, đặt cái này chữ E đi, thì nó cũng quay tạo thành cái khối này đó, nó cắt chỗ này rồi. Vậy thì bây giờ thì sẽ tạo thành hai cái khối nón mới, một khối nón là khối nón này nè là nằm ở dưới, còn khối nón ngược lên, nó ngược nằm ở trên, thì bán kính là AE hoặc là AD đều như nhau hết thôi. Vậy thì cái khối chung của mình á, là cái khối nào, là cái khối sẽ được tô màu này, đây cái khối này, khối này thì đặt là cái V1 là cái nửa trên, và thì đặt cái V2 là nửa dưới, đây khối này. Vậy vấn đề cần tính được bán kính và đường cao thôi là xong. Vậy thì thầy đặt các cái chữ lần lượt vô là MN đi, MN vô đây, thì chỗ này chắc ăn là nó vuông rồi, đá vô đây là nó vuông chắc rồi. Vậy bây giờ thầy cần tính cái tỷ số thôi. Thì bây giờ thì biết được cái cạnh này là 2, cạnh này là 6, thì mình nối hai tam giác ra chỗ này là 6 luôn nè đó, thì tóm lại sẽ được cái hình vậy nè, cạnh này là 6 nè, cạnh này là 2 nè, ngắt ngắt ra. AB, AB là 2 căn 3. Rồi, đó, đo chỗ này, vậy tính cái khúc này bằng bao nhiêu và cắt cái khúc này làm bằng bao nhiêu thôi. A, B, C, chỗ này là chữ E. Này là 6, này là 2. Thì ở đây thầy có là này là N, này là M, vuông, vuông. Ở đây á, thì sẽ có là MN. Mình sẽ lập cái tỷ số làm sao tính được MN thôi. Ở đây là MN, xét tam giác AMN với ABC thôi, MN trên BC thì sẽ bằng là AN trên AB. Rồi tiếp tục nữa, ở đây thầy sẽ có là đọc ngược tam giác lại BMN và BEA, thì ở đây lại tiếp tục nữa thầy có là MN trên AE bằng MN trên AE bằng BN trên AE, BN trên BA. Thì ở đây ta đặt cái này là số 1 nè, đặt này số 2 nè, khi thầy lấy 1 thì chia 2 thì bằng cái gì? Tức lấy cái này chia cái này nè, MN chia MN mất, vậy là 1 phần gì? 1 phần BC chia cho 1 phần AE bằng, khi lấy này chia này thì chữ chữ gì? BA nó mất thì còn là AN trên BN. 1 phần BC thì nó nghịch đảo, cái nghịch đảo thì chính là bằng AE trên cho BC. AE trên BC là bằng 3. Vậy AN là chiếm 3 phút, BC chiếm 1 phút, vậy cắt này ra làm 3 phút. Đó, chấm thì vô vậy nhìn là biết liền rồi. Đằng này là 2 phần 2 căn 3. Vậy ở đây thầy sẽ tính ra được là AN thì sẽ bằng là 3 phần 4 của 2 căn 3 là bằng 3 căn 3 trên 2. Rồi, AN có được rồi, BN, BN chiếm 1 phút là 1 phần 4 của 2 căn 3 là bằng căn 3 phần 2. Xấu quá. Căn 3 phần 2. Rồi, MN cái đây nữa là xong rồi. MN thì bằng 3 phần 4 của BC là bằng 3 phần 4 của 2 là bằng 3 phần 2. Thì ở đây thì tính là cái V1 là bằng 1 phần 3. Vậy đặt cái này là cái V1 đi, đặt cái này là cái V2. V1 thì cái đường cao ở trên là pi nhân 3 căn 3 trên 2 là AN, là đường cao, nhân bán kính là 3 phần 2 bình, 3 3 mất, vậy là 9 pi căn 3 trên 8. V2 là bằng 1 phần 3 pi nhân cho cái phần màu tô là màu chung đó, 3 là căn 3 phần 2 là BN nhân cho 3 phần 2 bình bằng 3 pi căn 3 trên 8. Thì V bằng V1 cộng V2, lấy 2 này cộng lại thì bằng 12 phần 8. 12 phần 8 là rút lại còn là 3 phần 2, để chọn câu C. Rồi, bài này thì vẽ nói chung là hơi căng nha. Đây, hình đây, đó, dễ đẹp thì dễ hình giống vậy.
Đó, thì chỉ phác thảo ra thôi, cơ bản thôi. À, câu cuối. Câu 54. Cho hình chớp này, đấy là hình thằng vuông gì đó. Hình này thì nói chung là có vẻ hơi căng. Đây là S, A, B, C, D. Thì nói Y là ngay đây. Nói là Y nằm ở đây. Rồi M là trung điểm. Rồi nói ngược lại, dẫn tới H nằm ở đây. Rồi hạ hình chiếu xuống. E. Rồi F. Ở đây nói là góc này là góc vuông chắc luôn, tại vì AE thì vuông với FBC, BC vuông với AE, rồi mà AE vuông FB thì dẫn tới là BC vuông với AE F, lộn, BC vuông với AE thì dẫn tới AE vuông với FBC, thì AE nó sẽ vuông với gì, nó vuông với FB, rồi mà ta có BC thì vuông với AE thì dẫn tới là AE nó sẽ vuông với SBC, hay nói cách khác á, là AE nó sẽ vuông với gì, AE nó sẽ vuông với SC, mà SC vuông với AF rồi thì dẫn tới là SC vuông với gì đây, SC vuông với AEF. Rồi nhớ thì số chính xác này nha. Rồi ở đây á thì nhận xét nè, mình khi mình giải đúng á thì cái chỗ này nó sẽ song song với cạnh BI đó. Rồi giờ thì chứng minh là một số tính chất đặc biệt ha, EH nó sẽ song song với BI. Ở đây thầy sẽ tính cái tỷ số là thầy sẽ có là tính SE nhân cho SB thì bằng là SA bình, cái thầy suy ra được là SE trên cho SB thì sẽ bằng là SA bình trên SB bình. SA ở đây á, thì đề cho là A căn 3, và cái chỗ ngay đây á là bằng A, vậy thì SB là bằng 2A, vậy chỗ này sẽ bằng là 3 phần 4. Rồi ở đây mình cần tính tỷ số là SM trên SB, SI, SM trên SH trên SI. Ở đây khi cắt cái tam giác á, thì chỉ có mê đề lớp thôi. Mê đề lớp vào tam giác nào? S, I, D. Thì ở đây thầy sẽ có là gì? HS trên HI. Nhân cho gì đây? À, chữ I nè, chữ D nè. Rồi chữ gì? Chữ D và chữ S. I và D liên quan chữ A. Rồi xong rồi cái S. D và S thì liên quan cạnh M bằng 1, mà cái này trên cái này là bằng 3, thì khúc này nó cắt ra nè, còn khúc này trên khúc này trung điểm thì bằng 1, vậy rõ ràng này HS trên cho HI là bằng 1 phần 3, 3 3 chứ lộn, chứ ngược, vậy khúc này cắt ra làm 3, vậy rõ ràng thì mình sẽ thấy được là SH trên SI là bằng 3 phần 4, nó thì dẫn tới EH song song với BI, rồi cắt nhau tại O đi. Thì rõ ràng là bây giờ nè, mà ở đây dẫn tới là gì? HE song song với BI, mà thầy có BI á thì vuông với SC. Tại sao? BI vuông với SC. Tại vì BI vuông với SAC rồi thì dẫn tới vuông với SC. Thì đây dẫn tới là HE nó sẽ vuông với SC, mà HE vuông SC thì dẫn tới cái gì, à, hồi nãy là HC nó vuông với gì nữa, nó vuông với AEF, thì hai cái chỗ màu này thì dẫn tới cái gì đây,
đây chỗ này và chỗ này dẫn tới là bốn điểm này cùng nằm trong một mặt phẳng. A, E, F, H thuộc một mặt phẳng, hay được gọi là đồng phẳng á, tôi nói đồng phẳng, bốn điểm này nó thuộc mặt phẳng á. Vậy thì ngay đây mà cái tam giác vuông rồi, thì cái đường tròn ngoại tiếp nó là cũng chính là cái đường tròn này luôn. Đó. Mà AF á, thì vuông với SC, thì nhận xét sao đây? O là trung điểm thôi, thì bây giờ thì chắc ăn thì kẽn ở đây là trung điểm luôn. Chỗ này là trung điểm luôn nè, đường trung bình thôi. Thì kẽ ra là O OK. OK song song với SC hay gọi nó khác là K là trung điểm của AF. Thì K nó cũng sẽ trùng với gì? Nó sẽ trùng với cái đường ở đây luôn. Mà OK nè, K là trung điểm của AF. Vậy rõ ràng OK đường trung bình. Đúng không? OK đường trung bình. Thì OK nó sẽ như thế nào đây? Nó sẽ song song với SC và nó bằng một nửa lần FC. Bài này nó hay á, chỗ này là nội tiếp này là EF H, EF H là AF H luôn đi đó, mình thấy nó khó chỗ này đúng không? Còn cái này thì mình đã nhìn thấy được rồi. Đó, AF H. Dạ, vậy bây giờ thì cần tính là bán kính là gì? Cái này là H. H là bằng OK nè. R là bằng AF trên 2. Rồi, nhận xét được hai cái đó là xong rồi. AF là nghịch đảo bình phương của SA và AC. Vậy thì rõ ràng thì bấm AF là bằng nghịch đảo ở ngoài, là bấm là 1 chia S bình, căn 1 chia S bình, còn căn 1 chia Y bình, lần lượt là căn 3 và cạnh này là 1 và cạnh này là căn 2 bằng căn 30 phần 5. Thì rõ ràng thì chia 2 xuống là căn 30 phần. Vậy thì R sẽ bằng là căn 30 phần 10. Rồi FC Pythagore thôi, có cạnh này rồi, có cạnh này rồi, thì Pythagore ra cạnh này là góc vuông đúng không? Cạnh này góc vuông với AC là cạnh huyền. Vậy lấy căn của x bình trừ cho y bình thế vô lần lượt là căn 2 nè. Còn cái thằng này là AF là nãy căn 30 phần 5 bằng 2 căn 5 phần 5. Vậy chỗ này là H là bằng 2 căn 5 phần 5. À, vậy là xong rồi. Thì bây giờ tưởng tượng mình có khối nón là nó ngược ngửa lên nha. Cái đỉnh là đỉnh O nè, tại vì là OK nó vuông góc rồi. Nó vuông với cái này là nó vuông là sao? Vậy thì V của mình bằng 1 phần 3 pi R bình nhân H. Rồi ráp vô thế vô bấm máy tính ra. Thì có R có H rồi thì bấm ra ra được câu D. Rồi xong nhé.